cáo là nắng giáo gì các bạn, nó cây cối nó cũng bắt đầu da rẻ nó sáng trở lại, nó khô dần ấy, nên nó trắng trắng dần ấy. Đấy thì là dính nước ấy. Còn hôm nay đi chơi ở làng đấy thì có một đồng chí em họ, nó nhiều tuổi hơn mình mấy tuổi, nó là em họ, nó lại chơi cây rất là tinh. Nó tặng cái cây này không có nhiều giá trị gì, là thôi nó vui, nó quý thì nó tặng, đơn giản thế thôi. Đấy, cây này thì giờ tôi lọc ra và để cho nó nhìn cho nó dễ chịu một chút. Đây thì nó khá là quái, nó hạ cái cổ cây xuống đây. Đấy, hạ cái cổ cây xuống và nó đang cũng khá là đầy đủ chốt rồi. Thì tôi cũng đang vân vân là có nên cắt bỏ ngọn này không. Giật lấy ngọn vì cái cổ này nó dài lêu nghêu quá. Thế nhưng mà cứ lọc đi cái đã. Lọc đi cái đã. Có thể làm cây lão hoặc làm cây siêu phong được. Siêu phong được. Cũng khá là ổn đấy các bạn. Thế bây giờ làm thôi. Cắt thôi.
Vui vui cho thì không lấy, nó cái tình cảm trừ khi giá trị nó không có nhiều. Đấy thì các bác nó cũng quay rất hay, thì sẽ chuyển sang cái chậu khác thì nó hay hơn. Chậu này nó chỉ hợp với hoa hết thôi. Đấy, chậu này này lưu mêu quá, lưu mêu quá. Bay ra đây chắc chắn thì hạ nó này đi, nhưng mà hạ dần, hạ dần như nào. Một là hạ đến đây, giật lại này là ngọn. Hai là cắt lên đây, cắt lên đây, cắt lên đây làm cái bông bông đỡ ở đây, còn là một cây bay bay như này thì có vẻ hay hơn các bạn, có vẻ hay hơn. Đấy, cái đoạn này khá đẹp, cắt đây thì vẫn cao chỗ này. Thử cắt đây trước đã, đằng nào cắt mà cắt đây trước đã. Cái này vẫn lưu nghêu. Thì tiếp, thì tiếp là một cái cây siêu phong thì hay hơn. Siêu phong bỏ cái này đi, có cái cưa thì tốt hơn, cái kéo này nó cùn quá rồi các bạn. Còn gì nữa không? Đấy, thế thôi. Cắt sâu nữa thôi, nhưng mà sau lấy cưa cắt sau xuống gần là vừa. Nắn nó ra đây tí. Thế thôi. Các bác đồ kiểu đồ hàng chợ vui vui, nhưng mà tất nhiên nó lâu rồi thì nó cũng thành nghệ thuật ấy. Nó thành nghệ thuật ấy, lâu dần nó thành nghệ thuật ấy. Đấy, thậm chí là có thể bỏ dễ thì đi được. Thôi vậy thôi, cây vui vui cuối tuần đó, món quà mà, quà thì xấu đẹp không chê.